khi tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, khẩu trang là một vật dụng không thể thiếu mỗi khi ra ngoài. Khẩu trang VG Pro Mask bao gồm các lớp vải không dệt với các chức năng riêng biệt của mỗi lớp mang đến lá chắn toàn diện bảo vệ đường hô hấp khỏi những tác nhân gây hại cho sức khỏe như khói, bụi mịn, vi khuẩn, virus. Ở Việt Nam, khoảng 60.000 người chết mỗi năm có liên quan đến ô nhiễm không khí theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Sử dụng khẩu trang VG với lớp Melblon sẽ bảo vệ bạn trước bụi mịn PM2.5 một cách dễ dàng. Hiệu quả, đeo khẩu trang là phương pháp bảo vệ sức khỏe bản thân trước những yếu tố gây dị ứng theo mùa hay các bệnh lây qua đường hô hấp khác như lao phổi. Cúm, bệnh hô hấp ở trẻ do virus AVS gây ra, bài viết ngày hôm nay mình sẽ cung cấp cho bạn nhiều thông tin về khẩu trang y tế VG Pro Mask. Cụ thể bạn sẽ biết được thông tin quan trọng như khẩu trang VG Pro Mask bán ở đâu. Khẩu trang y tế VG Pro Mask có ngon không? Xem hết video này để rõ hơn nhé. Đừng quên bấm like, share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích. Khẩu trang VG Pro Mask có tốt không? Khẩu trang VG Pro cấu tạo từ 3 lớp vải không dệt nguyên sinh với các chức năng riêng biệt của mỗi lớp mang đến lá chắn toàn diện bảo vệ đường hô hấp khỏi những tác nhân gây hại cho sức khỏe như khói bụi, vi khuẩn, virus thiết kế tối ưu với quay tai mềm mại và nẹp mũi định hình không hai lõi kim loại chắc chắn mang đến cảm giác dễ chịu. ưu điểm vượt trội, thiết kế đa lớp nhưng vẫn đảm bảo mỏng, nhẹ, thoáng khí, không gây bí bách. Lớp ngoài chặn bụi, kháng giọt bắn, lớp Melblon ngăn cản bụi mịn, virus và trên 99.8% vi khuẩn. Lớp trong cùng mềm mại, thấm hút mồ hôi, nẹp mũi kim loại kép chắc chắn, hạn chế tối đa khe hở giữa khẩu trang và mặt. Quai tay bản dẹt tạo cảm giác thoải mái, êm ái dù đeo cả ngày dài, hộp 20 chiếc đóng gói một, một giúp bảo quản và mang theo dễ dàng. Giá bán lẻ, 100.000 đờ, hộp màu sắc trắng, xanh, khẩu trang VZ Pro Max bán ở đâu, hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng. Không đạt được hiệu quả thực sự như hàng chính hãng, để có thể mua được khẩu trang y tế VZ Pro Max tránh những sản phẩm giả mạo trôi nổi trên thị trường.